sáng ngày 8 tháng 2, đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà chúc Tết các đơn vị quân đội, cảnh sát đóng quân trên địa bàn, đơn vị kết nghĩa và gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa. Đoàn tới thăm Đại đội 6 Yên Tử, Trung đoàn 603 Quân khu 3, Đại đội 26 Phòng kỹ thuật Sư đoàn 395 Quân khu 3, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, gia đình hai chiến sĩ Hải quân Hoàng Đức Chiến và Bùi Đức Hiếu hiện đang công tác ở quần đảo Trường Sa. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Tuấn Đạt ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện làm việc ăn ở của cán bộ chiến sĩ các đơn vị và thân nhân. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí chúc các cán bộ chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Trường Sa có nhiều sức khỏe, đón Tết Mậu Tuất đầm ấm bình an, tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.